clip quảng cáo chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. GSM ra mắt Xanh SM Platform, nền tảng công nghệ đa dịch vụ thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Hà Nội ngày 6 tháng 3 năm 2024, GSM công bố ra mắt nền tảng kinh doanh chia sẻ Xanh SM Platform dành riêng cho ô tô điện VinFast. Đây là bước ngoặt chiến lược sau đúng một năm thành lập, đưa GSM từ một doanh nghiệp vận tải trở thành công ty công nghệ cung cấp nền tảng đa dịch vụ thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các chủ xe điện VinFast. Xanh SM Platform là nền tảng do GSM phát triển nhằm kết nối các chủ xe VinFast có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận tải với khách hàng. Theo đó, kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024, các chủ xe điện VinFast trên toàn quốc có thể đăng ký trở thành đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải của Xanh SM, bao gồm cả các địa phương Xanh SM chưa trực tiếp hiện diện. Sau khi đăng ký thành công, các đối tác tài xế sẽ được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ của Xanh SM để đảm bảo đồng bộ về chất lượng dịch vụ 5 sao giữa Xanh SM Taxi và Xanh SM Platform. Bên cạnh cơ hội tiếp cận ngay với hàng triệu khách hàng của GSM, các chủ xe điện VinFast còn được hưởng cơ chế chia sẻ doanh thu cạnh tranh vượt trội. Cụ thể, tham gia Xanh SM Platform trong năm 2024, các chủ xe sẽ được hưởng mức chia sẻ doanh thu tốt nhất thị trường hiện nay lên tới 80%. Thông qua Xanh SM Platform, khách hàng cũng sẽ dễ dàng gọi xe khi quy mô đội xe tăng nhanh và phủ rộng tất cả các tỉnh thành với chất lượng dịch vụ đồng nhất theo chuẩn Xanh SM. Về phía GSM, nền tảng Xanh SM Platform chính là đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy theo cấp số nhân, độ phủ hệ thống, đưa hệ sinh thái di chuyển thuần điện nhanh chóng lan tỏa toàn quốc, từ đó có thể chiếm lĩnh vị thế vững chắc trên thị trường. Đây cũng là bước chuyển mình chiến lược để GSM vươn lên thành một công ty công nghệ, cung cấp nền tảng đa dịch vụ thuần điện hàng đầu khu vực. Bên cạnh việc chuyển đổi về chất, GSM cũng công bố mở rộng quy mô ra toàn cầu với 9 thị trường mục tiêu từ nay đến năm 2025, đồng thời chuẩn bị hợp nhất ứng dụng Xanh SM tại tất cả các thị trường và một ứng dụng duy nhất áp dụng cho toàn thế giới. Phát biểu về hướng đi đột phá của GSM sau một năm thành lập, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc GSM Toàn Cầu cho biết, nhờ lợi thế xanh, sạch, thông minh của xe điện VinFast cùng tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao vượt trội trên thị trường, GSM đã tạo nên một cuộc cách mạng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng. Và nay với Xanh SM Platform, chúng tôi tin rằng GSM sẽ còn tiến nhanh và tiến xa hơn trong chiến lược vươn ra thế giới khi huy động được thêm hàng chục, hàng trăm nghìn đối tác tham gia vào mạng lưới giao thông xanh, cùng nhau lan tỏa thói quen di chuyển thân thiện với môi trường. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14 tháng 4 năm 2023, đến nay GSM đã phục vụ hơn 40 triệu lượt khách tại Việt Nam, tạo ra hơn 200 triệu km di chuyển xanh, góp phần giảm 44.000 tấn khí thải CO2, tương đương hơn 2 triệu cây xanh được trồng, đóng góp hơn 12 tỷ đồng vào quỹ vì tương lai xanh của tập đoàn Vingroup. Bên cạnh việc trực tiếp vận hành dưới thương hiệu Xanh SM, GSM cũng hợp tác với các doanh nghiệp vận tải cung cấp dịch vụ di chuyển xanh tới đông đảo người dân. Tháng 11 năm 2023, GSM đã mở rộng ra thị trường nước ngoài, đầu tiên là Lào và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của người dùng. Theo kế hoạch, Indonesia, Philippines sẽ là các thị trường tiếp theo trong chiến lược mở rộng 9 thị trường quốc tế của hãng đến năm 2025. Các chủ sở hữu ô tô điện VinFast có thể đăng ký trở thành đối tác tài xế của Xanh SM Platform ngay từ hôm nay bằng cách truy cập website www.xanhsm.com/platform. Sau khi hoàn tất các thủ tục và hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ của GSM, các đối tác tài xế đầu tiên đủ điều kiện dự kiến sẽ có thể chính thức hoạt động từ ngày 20 tháng 3 năm 2024. Bạn đang sở hữu một doanh nghiệp hay một công việc kinh doanh? Bạn chưa định hình được thương hiệu, chưa xây dựng đầy đủ các nền tảng online phù hợp khiến kết quả kinh doanh online của bạn không như mong muốn? Vậy thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi 0964002593 qua hotline hoặc Zalo, 0964002593 qua hotline hoặc Zalo. Tư vấn, hỗ trợ, xây dựng các nền tảng online phù hợp với từng loại ngành nghề dịch vụ, giúp bạn khai thác hiệu quả sức mạnh số để phát triển công việc kinh doanh của mình. Liên hệ ngay 0964002593, đồng hành cùng bạn.